Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết là cảm biến áp suất lốp là một trong những thiết bị không thể thiếu dành cho xe ô tô, đặc biệt như ở thị trường Mỹ hoặc thị trường châu Âu. Nếu như xe ô tô mà không được gắn cảm biến áp suất lốp thì sẽ không được chứng nhận đăng kiểm, phải không ạ? Tuy nhiên ở Việt Nam thì cái luật đấy thì chưa được áp dụng. Do vậy chúng ta sẽ phải trang bị thêm cảm biến áp suất lốp. Hôm nay Đăng Phương Auto xin giới thiệu bộ cảm biến áp suất lốp dành cho các dòng xe của Honda và Toyota, dòng xe Mitsubishi. Trên tay tôi đây là bộ cảm biến dành cho dòng xe của Honda, mã là KHI. Tất cả các dòng xe của Honda đều có thể lắp được bộ cảm biến áp suất lốp này. Bộ cảm biến áp suất lốp này có những cái đặc điểm gì và ưu điểm như thế nào thì bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem, mình sẽ giới thiệu. Trong bộ cảm biến áp suất lốp này thì chúng ta sẽ thấy là có màn hình hiển thị. Màn hình hiển thị đối với cảm biến áp suất lốp này là gắn vào lỗ chờ của dòng xe Honda và Toyota. Như các bạn đã biết thì tất cả dòng xe Honda, Toyota và một số dòng xe của Mitsubishi đều có sẵn lỗ chờ này. Tuy nhiên thì lỗ chờ này hiện tại là chỉ là cái lắp nhựa thôi. Thế vậy chúng ta chỉ cần gắn cái thiết bị này vào xong. Đi kèm theo bộ này, đây là 4 van cảm biến. Van cảm biến van trong, được không ạ? Pin sử dụng là trên 4 năm đến 5 năm. Trong trường hợp mà hết pin, vô tình hết pin sau 4 năm đến 5 năm thì chúng ta chỉ cần thay một con cảm biến này thôi. Thay con này cũng rất rẻ thôi mà, 40.000 tiền công với lại mấy trăm nghìn, 200-300 nghìn tiền cảm biến tùy vào thời điểm. Ví dụ bây giờ đang là 250 thôi, được không ạ? Màn hình hiển thị thì sao? Màn hình hiển thị là hiển thị cảm biến suất lốp và cứ sau 5 giây lại chuyển sang giá trị nhiệt độ. Trong trường hợp áp suất lốp dưới 1,8 cân hoặc dưới 3,0 cân thì sẽ có cảnh báo. Cái giá trị cài đặt này tùy từng xe mà chúng ta cài đặt. Theo nhà sản xuất cảm biến suất lốp thì ta để là 1,8 đến 3,2. Chúng ta có thể để 2,0 đến 2,8 hoặc để 2,0 đến 4,5 tùy. Nhưng thường thì để 1,8 đến 3,2. Nếu như vượt quá giá trị đấy thì có tiếng kêu. Lắp đặt rất đơn giản thôi. Đối với bộ này thì 100% là cắm ráp không ảnh hưởng gì đến phần điện của xe cả, cũng không phải đấu nối gì cả. Cái chân màu đen này chúng ta sẽ cho vào vị trí nối mát của xe, thân xe. Cầu chì là chúng ta cắm vào chân cầu chì 12V sử dụng điện ACC, tức là khởi động xe lên có điện thì màn hình này hiển thị, tắt xe đi thì tắt điện, màn hình này tắt đi để tránh tình trạng bị thiếu pin, được không ạ? Bị hết ắc quy. Đấy, nút cảm biến để điều chỉnh cài đặt. Ngoài ra đảo lốp thì chúng ta không cần đảo cảm biến, chỉ cần kết nối tự động là ok, được không ạ? Để đặt hàng thì quý khách vui lòng truy cập vào website kênh Shop Auto để đặt hàng hoặc liên hệ qua số điện thoại, hoặc để lại số bình luận, để lại bình luận bên mình sẽ liên hệ để tư vấn và giao hàng. Đơn hàng này thì đối sản phẩm này thì mình miễn phí giao hàng toàn quốc, bảo hành 1 năm. Còn tại cửa hàng thì mình bao lắp đặt và cân bằng động, bơm khí nitơ. Rất đơn giản phải không ạ? Các bạn đặt hàng thì vui lòng truy cập website kênh Shop Auto giúp mình nha. Xin cảm ơn.